Đó. Chào mọi người, hôm nay Nhung quay clip thứ 3 sau khi dùng 3 hộp trà Gulin, thì từ một người 63kg bụng mỡ y như là một bầu mặt và lộ động, thì hôm nay còn 50kg xuống 13kg tổng cộng nha. Thì từ người mặc đồ động thì hôm nay đã có thể mặc bikini và những quần ôm, quần jean từ xa hiện nhất. Thì sau khi mà Nhung ngưng trà được 3 tháng nay rồi thì cân nặng vẫn không hề thay đổi nha mọi người. Do mình dùng, khi mà mình dùng đủ một liệu trình thì bao tử của mình nó quen dần và ăn điều độ như vậy luôn, không có thèm ăn nha mọi người. Mọi người cùng xem cái số cân nha. Giờ hiện tại là đang là không, số 0 nha mọi người. Đó. Thì từ 63kg giờ còn 50kg nha mọi người, xuống tổng 13kg. Mọi người cùng xem nha. Đó, giờ bụng mỡ là đi hết trơn và sau 3 tháng ngưng trà vẫn không có lên cân. Đó, trà Gulin từ Malaysia mới về Việt Nam từ ngày 26 tháng 8 nha mọi người. Chào mọi người.